Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Gunplay Review của Daddy's Corner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grade Build Diver Re-Rise Gundam Aegis Knight. Và bài Gunplay Review này tiếp tục được tài trợ bởi những người tuyệt vời đến từ Librarian Gunpla, T-Bandai and Accessories. Như một chú thích, đã có sẵn link mua hàng của shop cộng với mã giảm giá luôn. Các bạn nhớ xem qua nhé. Now, here we go. Trước tiên ở màn hình của hộp là tấm hình minh họa toàn thân của Gundam Aegis Knight. Trông khá là ngầu với tiếp tục là hiệu ứng cháy nổ ở phía sau cộng với khả năng chuyển dạng thành chế độ máy bay mà một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp nó. Lật ngang mặt bên thì chúng ta có được thông tin về tất cả các vũ khí và chế độ chuyển dạng và kết hợp của Gundam ngày hôm nay. Như các bạn thấy là nó có rất nhiều đồ chơi, ví dụ như là một cái thương, tấm khiên, cây kiếm, vũ khí kết hợp với tên gọi là Coronus Hyper Beam Sword. Coronus, không biết có đọc đúng không nha, mình có đọc sai thì các bạn sửa lại giúp mình. Tiếp theo là toàn bộ các chế độ chuyển dạng thành máy bay của kit ngày hôm nay. Như các bạn thấy nó có khá là nhiều. 1, 2, 3 và tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về nó ở cuối bài review. Cuối cùng, ở bên góc phải là một trong những khía cạnh rất hay của kit ngày hôm nay. Nó là mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ để các bạn có thể kết hợp lại và tạo thành Re-Rising Gundam. Gundam hợp thể và có lẽ cũng là dạng cuối cùng sử dụng Core Gundam làm gốc ở bên trong. Và khi các bạn lắp tất cả lại với nhau thì đây là High Grade Gundam Aegis Knight của các bạn. Về mặt thiết kế, đây chắc chắn là chú Gundam có vẻ ngoài manly nhất trong bộ tứ và quả thật là tấm khiên vững chắc, che chở cho cả team và xứng đáng với cái tên Aegis. Về mặt ngoại hình, mình thấy nó khá là đồ con. Từ phần giáp vai, ngực, chân, bắp tay và thậm chí là phần váy trước, chúng đều có được thiết kế to khỏe, trông rất cơ bắp, rất phù hợp với mô típ kỵ sĩ của Gundam. Ngoài ra, phần màu sắc trên kit cũng nhận được một điểm cộng từ mình. Hầu hết toàn bộ màu mà bạn đang thấy đều là các bắt viên lẻ. Ví dụ như các phần màu xanh lá cây ở trên vai là các bắt viên với nhau. Nó không phải là sticker và bạn phải lắp từng bắt vào. Cuối cùng, kẻ thêm một đường lằn chìm chính giữa và bạn đã có được một bắt giáp vai rất đẹp giống y chang trong anime. Toàn bộ cơ thể được sử dụng màu trắng tinh và màu xám tím kết hợp khá là hài hòa. Còn về chất lượng nhựa thì mình phải nói là nó rất tốt. Mình thường chỉ sử dụng kềm và dao để xử lý ghẻ đối với các kit được review ở trên kênh. Nhám thì mình không bao giờ chà tại vì mình muốn nó lộ ra để cho các bạn biết được chỗ nào có ghẻ. Và như các bạn thấy, điểm duy nhất bị lộ đó chính là phần này ở trên giáp vai. Có cắt thì cẩn thận một tí, nhưng ngoài cái phần vai này ra thì toàn bộ cơ thể nó lại rất trơn tru. Phần nhựa mềm nên các bạn cẩn thận cắt thì dường như sẽ không để lại dấu vết, giúp cho bạn có được một chú gameplay rất ư là tuyệt vời cho dù bạn có lắp chay. Thêm vào đó, chúng ta có màu đỏ rực lửa được sử dụng cho phần váy bên, vũ khí và đã nhất chắc có lẽ là màu xám kim loại được sử dụng cho phần thương. Nó bắt ánh sáng rất tốt, đã, nhìn rất là thích mắt, giúp cho Gundam có được một vũ khí sang trọng, bóng lưỡng và trông khá hay. Còn nói về phần sticker thì đây là toàn bộ những miếng mà bạn có. Theo mình thấy là nó cực kỳ ok luôn. Những miếng bạn phải dán bao gồm là miếng dùng cho mắt và các cảm biến ở phía trước và phía sau đầu. Cái này thì bắt buộc rồi, phải dán thì nó mới đẹp. Còn đối với các miếng 4, 5, 6 và 7, chúng là các miếng sticker màu đen, bạn dùng nó để dán vào phần chính giữa bên trong ngực. Hai phần màu đen nằm ở bên dưới. Và cuối cùng là một miếng ngay phần Kimochi. Mình thì mình khỏi xài luôn, lấy bút kẻ lằn chìm đen, tô vào là xong. Giờ đó thì mình đã nói, độ chính xác màu sắc trên kit thì phải công nhận là rất tốt. Tuy nhiên, có một điểm mà một số bạn chắc sẽ không thích, có lẽ là màu vàng được sử dụng ở trên kit. Nói thẳng ra là màu vàng xịt, trông khá là rẻ tiền. Nhưng đối với mình thì nó cũng không có tệ cho lắm, chỉ có một số chỗ mà thôi. Theo mình đánh giá thì bạn nào sơn được thì cứ sơn vào, lúc đó thì nó sẽ đẹp hơn. Và sẵn tiện đang chơi thì mình cũng nói sơ qua một tí là con mình bị lỏng một vài chỗ. Ví dụ như là phần giáp vai, bàn chân, nhưng tí nữa mình sẽ nói sâu vào cái chỗ này. Và cuối cùng là phần sơ sánh size. Đây là High Grade của The Origin, một Gundam có kích cỡ tiêu chuẩn. Core Gundam, Uraven, Vakilander bị tháo đi phần cánh, và cuối cùng là Waterport. Nói chung, bộ tứ này đã đầy đủ,
Tất cả các kit đều đã được review, nên nếu các bạn nào chưa xem thì đừng ngần ngại vào channel và xem qua các bài review về em nó nhé. Tiếp theo là phần biên độ cơ động. Như mình đã nói, phần vai nó khá là lỏng nên mình sẽ làm về nó trước. Đây là cục gắn từ backpack ra và nó nối vào giáp vai thông qua một cái copy nằm ở đây. Các bạn gắn nó vào cái chỗ này và nhờ vào chỗ trống nên giáp vai có thể chạy lên chạy xuống. Nói chung là cầm không mà kéo như thế này thì nó rất là chắc đó. Nhưng nó sẽ được nối vào backpack thông qua một khớp nhỏ xíu nằm ở đây. Và các bạn chơi đụng nhẹ một phát là nó bay ra luôn. Mình phải nói là nó rất bực mình, dễ rớt, gắn vào thì nó lại khó khăn. Do đó mình đánh giá không cao phần thiết kế ở giáp vai này. À mà còn chưa kể cái khớp nối này nó đúng là lỏng luôn chứ. Đó, nhìn thấy ghét không? Ok, vậy là xong rồi đó. Hãy cùng nhau đi vào vai như thường lệ là từ trên xuống. Trước tiên là phần đầu, bạn có thể nhìn được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Và tất nhiên, bạn có thể lật phần màu vàng ở trên đỉnh đầu này lên để tạo thành chế độ đế vương King Mode. Tiếp theo là phần vai thì nó cũng giống y chang con Justice Knight hoặc Infinite Justice khi sở hữu chung phần khung xương. Bạn có thể đẩy nó ra phía trước khá là xa và cũng như đẩy lên phía trên rất là tốt. Nó kết hợp với khớp gập ở ngoài cánh tay giúp tay có thể đưa lên cao tầm này. Bắp tay xoay được một vòng, khớp đồi ở khuỷu tay và cuối cùng cổ tay là một khớp bì. Còn về phần eo thì bạn có thể gập nó ra phía trước được một tí, còn về phía sau thì cũng không có tùy cho lắm. Nói chung là y chang con Infinite Justice. Còn qua lại sang hai bên thì nhờ vào hai khớp ở eo và hông cho bạn một khớp gập qua lại với biên độ cử động cũng khá là rộng. Phía trước bạn có thể cắt nó ra để chuyển động độc lập với nhau. Mình thì mình lười thì mình chưa có cắt. Còn với bên được nối vào trong bằng hai khớp gập, một ở trong, một ở ngoài giúp bạn có thể lật nó lên và xuống. Khớp trụ cho bạn xoay ra trước và sau. Và cuối cùng là một khớp trụ nữa ở bên trong giúp bạn có thể lật hẳn toàn bộ phần váy ra phía sau, tạo chỗ trống cho phần đá chân ra hai bên. Còn miếng phía sau thì cũng là một gimmick được thừa hưởng từ con Justice. Bạn mở nó ra, di chuyển chân sao cho đúng lỗ, khóa lại. Và thế là bạn có một khớp háng rộng hơn, giúp tạo bộ sướng hơn cũng như là banh chân ra hết cơ thể. Còn đây là cú đá ra phía trước. Còn ra sau thì không có, do váy phải khóa bàn chân này lại. Xoay ở bắp chân, khớp đôi ở phần gối cho bạn một khớp gập không thể nào tuyệt vời hơn. Phần giáp của chân có thể được lên và xuống. Cuối cùng bạn có một khớp bì ngay cổ chân giúp nó có thể xoay qua lại như thế này. Gập lên và xuống cũng tạm ổn. Còn đây là biên độ cử động khi bạn nghiêng sang trái và phải. Và cuối cùng, bàn chân có thể được gặp lại. Phần gót chân như các bạn thấy, đây là bàn tay của Re-Rising Gundam nên nó có thể xoay ra phía sau như thế này. Nhưng nói chung, toàn bộ phần cổ chân này nó khá là lỏng và đây sẽ là lý do. Như các bạn thấy, cấu tạo ở đây là hai phần nhựa được ghép lại với nhau ở chính giữa. Sau đó, cái lỗ này là nơi bạn nhét phần copy vào. Cứ tưởng tượng việc khớp bì nó nằm bên trong đây và khi bạn bẻ, tất nhiên nó sẽ cấn vào hai bên, sau đó phần khớp này nó sẽ tách từ từ ra. Việc lỏng lẻo chắc chắn là sẽ xảy ra và đây là nguyên do chính là mình không thích cái cổ chân này. Lúc mới gắn vào thì nó cứng thiệt đó, nhưng chơi một hồi nó sẽ toạt ra rồi nó cực kỳ lỏng luôn. Do đó, muốn cứng thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là keo hai thằng này lại với nhau là xong. Mà chỉ keo hai thằng này thôi nhé, keo hết cái chân rồi nói mới tại mình xối thì mình không có chịu trách nhiệm đâu nha. Tiếp theo là phụ kiện, với là High Grade Gundam Aegis Knight với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên bạn có một cái thương, nó có tên gọi là Raytail Short Lancer Kai. Nó có hai màu là đỏ và nâu kim loại như mình đã đề cập hồi nãy. Để sử dụng thì bạn có thể nhét phần tay cầm vào tay của Gundam hoặc cho Gundam cầm bó phân cán dài ở phía sau. Còn với bắt di chuyển thì ở trên đây nó không có cái gì di chuyển hết trơn. Do đó, chúng ta cùng nhau đi vào phần vũ khí tiếp theo. Kế đến, chúng ta có được tấm khiên Aegis Shield. Nó bao gồm 3 màu là trắng, vàng xịt, nâu kim loại và ở mặt sau là các phần tay cầm cũng như là cầu nối để gắn vào Gundam. Bạn có thể cho Gundam cầm bằng việc gắn phần tay cầm vào đây. Gắn bàn tay vào lại. Sau đó, gấp nó lại sao cho phần khớp nối này vào phần lỗ hình vuông. Vậy là xong, cứng ngắt luôn các bạn. Cuối cùng, như các bạn cũng đã thấy, ở đây có một bắt màu vàng. Nó là chuôi kiếm của thanh Levitin Beam Rapier.
bạn có thể sử dụng 4 phần hiệu ứng màu vàng được cho đi kèm. Ở mỗi phần đều có một cái dấu nhỏ ở bên dưới. Gắn vào thì lúc này bạn có thể sử dụng phần hiệu ứng tùy theo ý thích của mình. Và cuối cùng, toàn bộ vũ khí có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành vũ khí kết hợp Coronas Hyper Beam Sword. Để kết hợp thì bạn lấy phần câu nói này ra, gắn nó vào chỗ này. Phần tay cầm cũng tương tự, dẫu nó vào nốt. Phần chuôi kiếm bạn gắn nó lại như thế này. Bài speed build mình quên nó luôn mới ghê cơ chứ. Tháo hai phần bay bên của Gundam ra, gắn nó vào đây. Bẻ nó lên sao cho tạo thành hình chữ V. Tháo phần mũi thương, gắn phần cán vào. Cuối cùng bạn kết hợp cái phần hiệu ứng lại với nhau theo thứ tự được đề cập trong sách hướng dẫn. Rồi sau đó gắn nó vào vũ khí. Và đây là Coronas Hyper Beam Sword của các bạn. Mình đánh giá là phần dưới đây trông khá là đẹp khi đầy đủ các màu sắc được kết hợp với nhau. Ngầu, duyệt, nhưng còn phần hiệu ứng ở phía trên thì nó không có được ngon cho lắm. Cuối cùng, để tăng thêm độ chơi cho kit ngày hôm nay, Bandai cũng không quên thêm vào đến 3 chế độ chuyển đổi để cho các bạn chuyển đổi thỏa thích. Và để chuyển dạng thì hãy cùng nhau nghe nhạc một chút xíu nhé. Trước tiên thì đây là chế độ High Speed Racing, dịch nôm na ra là bay tốc độ cao. Cách biến hình thì rất là đơn giản, giống như của dòng phim Gundam Wing khi bạn gập chân lại một tí. Xoay đầu và chắc chắn cái kiểu lật buồng lái ở phía trước đến từ Gundam Curios. Nói chung là cũng tạm ổn, nhìn từ trên xuống thì vẫn ra một chiếc máy bay, tạm chấp nhận được, duyệt. Còn nhìn từ dưới lên thì nếu các bạn thấy nó thấy gớm thì cũng không biết cái chế độ tiếp theo các bạn đánh giá nó như thế nào luôn. Ok, hãy cùng nhau đi qua dạng thứ hai nha các bạn. What the fuck? Cái kiểu biến hình gì đấy? What the fuck man? Miễn bình luận nha. Người ta gọi đây là chế độ đánh lộn đó các bạn. Ghê không? Chế độ đánh lộn đó các bạn. Ok, chế độ tiếp theo. Đó, cuối cùng cái dạng này là thấy ổn nhất nè. Có tên gọi là Core Fighter, tạm thời dịch là máy bay chiến đấu. Đây là khi Aegis Knight tách hết tay chân để lắp thanh V-Rising Gundam cho Hiroto lái. Phần còn lại tạo thành một chiếc máy bay cho Kazami ở bên trong. Chế độ ổn áp nhất trong ba dạng, chứ nhìn nó không có hải hùng như các phiên bản trước. Ok, duyệt. Vậy là xong bài review. Mình khá hài lòng với những gì mà High Grade Gundam Aegis Knight đã đem lại cho mình. Tuy có một số điểm không được tốt cho lắm, ví dụ như là phần giáp vai cũng như là bàn chân, nhưng nhìn chung, gameplay của ngày hôm nay có rất nhiều thứ cho bạn chơi. Bộ phụ kiện đi kèm cực đã, các khớp còn lại chắc chắn, màu sắc đẹp mắt, và nhất là đây là mảnh ghép cuối cùng để tạo thành V-Rising Gundam. Và nhắc đến V-Rising Gundam thì mình cũng làm nó thành một bài review riêng, do bài này cũng khá là dài và mình cũng mệt mất tiêu rồi. Nhưng sao đi nữa, đây cũng chỉ là ý kiến của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và nếu bạn có muốn mua cho mình một em thì dưới một chú thích đã có sẵn liên mẫu hàng cũng như mã giảm giá của Librarian Gumbla. Click vào để được giá tốt nhất đó. Mình là đi. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm cái bài Gumbla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.